Chớ có nghĩ rằng, ồ, giảng kinh thì ngày nào cũng chỉ chừng đó, nghe hoài phát chán. Vậy chớ công việc của quý vị bận rộn mà quý vị vẫn phải ăn, vẫn phải mặc quần áo, vẫn phải ngủ nghỉ thì sao? Như nghe kinh mà người ta cũng coi trọng như ăn mặc ngủ nghỉ thì hay biết bao. Như vậy, như thị, ý nói rằng pháp như vậy, pháp đó có thể tin được, pháp đó có thể tu theo, pháp đó có thể tu thành Phật được. Pháp đó phải tu tập, chúng ta phải tin theo, chúng ta phải gắng sức tu một cách chân thành. Từ ngữ như vậy, như thị là chỉ về pháp, biểu tượng cho ý nghĩa thành tựu của bộ kinh về chữ tín.